Các bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Không biết là các em đã có thể lên xem phần livestream này ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay chưa? Nếu như mà các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Được không nào? Các bạn ơi, các em đã lên chưa? Ok, xin chào các bạn. Hiện tại đã có khoảng 100 bạn đang lên xem phần livestream ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với chị rồi, phải không nào? Như các bạn cũng đã nhìn thấy tiêu đề, thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về một bài văn tham khảo. Và chị hy vọng rằng là bài văn tham khảo này sẽ giúp cho các bạn có thể có được nhiều hơn cái vốn ngôn từ này, những cái phần dẫn chứng này, biết được cách làm này. Và chúng mình sẽ hoàn thiện những cái bài viết tiếp theo của chúng mình thật là tốt nhá. Ok không nào? Rồi các bạn ơi, xin chào các bạn. Ok, xin chào Hương Giang. Xin chào em. Xin chào các bạn. Ok, xin chào Út Oanh. Các bạn gửi lời chào tới chị trong buổi chiều tối ngày hôm nay nhá. Được không nào? Ôi thế á, em bị mịt là cái gì? Ok, xin chào Quỳnh Chi, xin chào em. Rồi các bạn ơi, nào quay trở lại cùng với chị nào. Nào các bạn ơi, kem đã lên chưa? À, 2K2 vẫn xem chị phát trực tiếp như một thói quen. Ok, xin chào các bạn. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau luôn nhá, được không nào? Rồi, xin chào các em, xin chào Minh Nguyệt. Đợi mọi người một chút xíu nhá. Ok. Tao bạn bè giúp chị nha. À, xin chào chị. Ok, xin chào Trịnh Thùy, xin chào em. Xin chào Tường Vi. Tao bạn bè và chia sẻ giúp chị nhá, được không? Ok, xin chào Minh Hoài, xin chào Oanh. Xin chào các bạn. À, đây là bài bớt lo một ngày các bạn nhé. Đây là bài bớt lo một ngày các em ạ. Rồi, ok, xin chào các bạn. À, không nấu cơm mà. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu cùng với nhau ở trong buổi tối, chiều tối ngày hôm nay. Và bài văn tham khảo mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn sẽ có đề bài như sau ạ. Đề bài của chúng mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay đó chính là cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hai khổ thơ sau. Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hai khổ thơ sau. Của hai khổ thơ sau. Chúng ta có hai khổ thơ này các bạn ạ. Đó là: cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa, làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu, để ngàn năm còn vỗ. Được không ạ? Đây là hai cái khổ thơ cuối ở trong thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? Và bài văn ngày hôm nay chị chia sẻ cùng với các bạn chính là bài thơ phân tích về hai khổ thơ này. Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu các bạn nhé. Chị sẽ trích đoạn thơ ra đây ạ, để các bạn biết là chúng mình đang làm đề nào, được không? Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa, làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu, để ngàn năm còn vỗ. Để ngàn năm
còn vỗ. Được không ạ? Đây là đề bài của chúng mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau luôn nhá. Ok không? Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Các em đã sẵn sàng để nghe bài văn tham khảo trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị chưa? Và liệu rằng đây có phải là cái bài mà các bạn đang cần hay không? Liệu rằng đây có phải là bài mà các bạn đang cần hay không ạ? Các em ơi, nào tập trung vào nào. Rồi, hiện tại đã có khoảng 150 bạn đang xem phần livestream của chị rồi. Cùng nhau chia sẻ giúp chị Hiên nhá, được không ạ? Đây có phải là bài mà các bạn đang quan tâm không ạ? Có phải là bài các em đang quan tâm không? Chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá, sẵn sàng chưa? Nhanh nhanh chóng chóng tag bạn bè của mình vào rồi chia sẻ giúp chị nào. Để cho các bạn của mình cũng có thể vào cùng với chị Hiên nào. Ok, chị đã thấy lượt người xem càng ngày càng tăng rồi. À, bọn em đang học Việt Bắc à? Vậy thì chị nghĩ đây cũng sẽ là một cái bài văn mà để giúp cho các bạn có những cái sự chuẩn bị trước tiên khi mà các bạn học bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh đấy. Ok không ạ? Rồi, xin chào các em, xin chào các bạn. À, bọn em sắp thi Tây Tiến à? Ok, Thảo Huyền. Chị đã từng chia sẻ những cái bài văn mẫu về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng rồi. Các bạn có thể xem lại những cái phần livestream trước đó của chị nhá. Được không ạ? Rồi, các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu bài văn tham khảo trong buổi chiều tối ngày hôm nay với chị Hiên nhé. Như thế này. Đây ạ. À, bài văn này thì được trích từ cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Các bạn có thể tìm cuốn này nhé. Rồi. À, tất cả những cái vấn đề liên quan về sách thì các em sẽ nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên giúp chị nhé. Đây ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với phần mở bài như sau. Trong bài thơ Và Anh Tồn Tại, Lưu Quang Vũ đã từng viết: khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài, chỉ một người ở lại với anh thôi. Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi, khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới. Những vần thơ chan chứa tình yêu, lòng biết ơn, khiến bao con tim độc giả tan chảy ấy gợi ta nhớ đến một nữ sĩ tài hoa, một đốt nhạc tươi xanh của thế hệ nhà văn nhà thơ thời kháng chiến chống Mỹ, Xuân Quỳnh. Tên tuổi của chị gắn liền với những thi phẩm tuyệt tác đi cùng năm tháng như Hoa Dọc Chiến Hào, Gió Lào Cát Trắng, Tự Hát. Lời thơ của Xuân Quỳnh đời thường và thơ của chị luôn phảng phất những nỗi niềm của người phụ nữ trước những hạnh phúc đời thường ấy. Sóng là một bài thơ như thế. Bài thơ chinh phục người đọc bởi những xúc cảm, suy tư đầy nữ tính của người con gái khi yêu. Tìm hiểu tác phẩm, ta không khỏi ấn tượng trước những nỗi niềm âu lo chăn trở về một tình yêu vững bền cùng năm tháng và khát vọng được hy sinh, được dâng hiến để vĩnh cửu hóa tình yêu của mình trong hai khổ thơ cuối. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Đó là phần mở bài, được không ạ? Chúng ta đã bắt đầu cái bài viết này bằng một cái lời thơ của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ trong bài thơ Và Anh Tồn Tại, được không ạ? À, chị nghĩ đây là một cái cách mở bài khá là hay ho mà các bạn có thể sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng những cái dẫn chứng ở bên ngoài, đặc biệt là đối với thơ thì chúng ta có thể sử dụng những cái câu thơ liên quan để dẫn vào, thì cái bài viết của các bạn sẽ trở nên hay ho và phong phú hơn rất là nhiều đấy. Ok chưa nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần thân bài và luận điểm số 1, đó chính là luận điểm tác giả tác phẩm, để xem là chị Hiên lựa chọn cách viết nào khi nói về nữ sĩ Xuân Quỳnh các bạn nhé. Chị có một đoạn viết về tác giả tác phẩm như sau ạ. Luận điểm số 1 của phần thân bài: nhắc đến Xuân Quỳnh là nhắc đến một nhà thơ tiêu biểu của thơ ca hiện đại Việt Nam, một người phụ nữ sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Ôi trời xanh xin trả cho vô tận, trời không xanh trong đáy mắt em xanh, và trong em không thể còn anh nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Đối với Xuân Quỳnh, còn sống là còn cầm bút để viết thơ. Ngòi bút của nữ sĩ thăng hoa ở hai mảng đề tài chính là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Những thi phẩm của chị lôi cuốn và hấp dẫn người đọc bởi một hồn thơ nhẹ nhàng, đôn hậu, gần gũi, giàu cảm xúc.
Sóng là một trong những tác phẩm thành công nhất, tiêu biểu nhất của hồn thơ Xuân Quỳnh, được viết trong một chuyến công tác ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình vào năm 1967. Sóng biển vô hồi khuấy động tâm hồn thi sĩ, chị đặt bút viết thành công bài thơ này. Hình tượng sóng tượng trưng cho nỗi lòng của em mang khát vọng xô đến bờ anh, là tượng trưng cho nỗi lòng của người con gái trong tình yêu mà nói như giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Xuyền, đó là cuộc hành trình, khởi đầu là sự từ bỏ cái chật chội nhỏ hẹp để tìm đến một tình yêu bao la và rộng lớn. Các bạn ơi, được không ạ? Chị muốn lưu ý với các bạn một chút xíu ở đây á. Có một cái phần khá là đặc biệt khi mà chị viết về Xuân Quỳnh. Chị không lựa chọn cái cách thông thường mà chúng ta viết là chúng ta trích ra những cái ý về tác giả này, mà ở đây chị đã sử dụng một cái khổ thơ, được không ạ? Mà nữ sĩ Xuân Quỳnh đã từng viết: "Ôi trời xanh xin trả cho vô tận, trời không xanh trong đáy mắt em xanh, và trong em không thể còn anh nếu ngày mai em không làm thơ nữa." Thì chị nghĩ rằng là với việc sử dụng đoạn thơ như thế này thì cái cách viết của chúng ta về cái tác giả đó trở nên tự nhiên hơn rất là nhiều, phải không ạ? Và chị hy vọng là các bạn cũng có thể sử dụng cái cách này đưa vào bài của mình nhá. Ok chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cái phần thân bài với chị nhá. Phần thân bài như sau này. Tiếp nối những xúc cảm suy tư, tính cách của người con gái khi yêu ở bảy khổ thơ trên là những vần thơ chất chứa niềm âu lo trăn trở của thi sĩ về một tình yêu vĩnh hằng. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Cấu trúc tuy vẫn, dẫu vẫn, tạo nên sự đối lập rõ nét ở cả trục không gian và trục thời gian của lời thơ. Cuộc đời này tuy dài, nhưng rồi năm tháng cũng sẽ trôi qua. Biển kia tưởng chừng là vô tận đấy, nhưng mây cũng sẽ bay về phía nơi tận cùng mà thôi. Bốn câu thơ cho thấy sự nhận thức của tác giả về sự hữu hạn của thời gian đời người. Dòng thời gian của đời người chỉ có chừng ấy, khoảng 60 năm cuộc đời. Với nhiều người, con số ấy thật lớn, nhưng đặt kiếp người này so với thời gian vô chung vô thủy của vũ trụ rộng lớn thì thực chỉ là một khoảnh khắc, một khoảng thời gian hữu hạn. Không phải chỉ mỗi Xuân Quỳnh ý thức được sự hữu hạn đáng buồn đó. Ta đã từng bắt gặp những câu thơ như thế trong thi phẩm Vội Vàng của ông hoàng thơ tình Việt Nam Xuân Diệu. Xuân đang tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Xuân Quỳnh lo ngại, không biết bao nhiêu thời gian đó của kiếp người ngắn ngủi có đủ để yêu thương hay không. Không phải tự dưng mà Xuân Quỳnh lại được gọi là người đàn bà, người phụ nữ của muôn thuở, bởi trong lòng của chị luôn chất chứa những âu lo trăn trở hết sức đàn bà. Năm tháng rồi sẽ đi qua, chúng ta rồi cũng sẽ già đi, và tình yêu của chúng ta liệu có bị phôi pha bởi dòng chảy của thời gian hay không? Một nỗi âu lo thường trực của người con, của người phụ nữ về tình yêu, hạnh phúc của đời mình đã nâng tầm và tỏa rạng tình yêu lớn lao cao cả mà cũng rất đỗi gần gũi mà thi sĩ dành cho anh. Đây không phải là lần đầu tiên Xuân Quỳnh trăn trở. Nữ thi sĩ sau đó cũng đã từng trăn trở rất nhiều trong những bức thư gửi cho Lưu Quang Vũ cũng như những vần thơ của chính mình. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may, áo em vô ý cỏ găm đầy, tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh, ai biết lòng anh có đổi thay. Đời người như khoảnh khắc hữu hạn, ngắn ngủi và mong manh như áng mây bay về xa, mà có lẽ không biết bay cao bay xa về đâu. Thử hỏi, tình yêu khi gắn với cuộc đời mong manh ngắn ngủi còn nhỏ bé hữu hạn đến nhường nào? Thường thì khi âu lo, con người ta luôn nghĩ đến những điều tiêu cực hay thậm chí là dại dột. Nhưng Xuân Quỳnh lại hướng tới những điều tốt đẹp hơn bằng cách vĩnh cửu hóa tình yêu của chính mình. Sau những câu thơ chất chứa những nỗi niềm âu lo trăn trở của tác giả về sự mong manh của tình yêu, tưởng chừng như tuyệt vọng, lại là những vần thơ tươi sáng mang khát vọng được hy sinh để vĩnh viễn hóa tình yêu của chính mình. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Câu thơ đầu tiên với từ làm sao mang sắc thái cầu khiến để diễn tả nỗi khao khát bất tử hóa tình yêu của tác giả. Nếu như Xuân Diệu chống lại dòng chảy của thời gian vô chung vô thủy bằng sự chiếm lĩnh, ôm, xiết, thâu, say, cắm những tinh hoa, những gì đẹp đẽ ở trần đời, ta muốn ôm cả sự sống bắt đầu mơn mờn, ta muốn giết mây đưa và gió lượn, ta muốn say cánh bướm với tình yêu, ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều,
thì Xuân Quỳnh đã tìm ra một phong cách đầy nữ tính, đó là sự hy sinh, dâng hiến cho tình yêu mãi trường tồn. Xuân Quỳnh ước mình có thể trở thành trăm ngàn con sóng nhỏ. Đó là khát vọng hóa thân thành trăm nghìn con sóng nhỏ để tan ra, để ngày đêm và ngàn năm sau còn vỗ. Trăm con sóng nhỏ là hình ảnh biểu trưng cho tình yêu cá nhân nồng cháy tha thiết cồn cào, muốn hòa mình vào biển lớn của tình yêu để bất tử hóa thứ tình yêu ấy. Hàng ngàn, hàng vạn năm nay, biển vẫn còn tồn tại và vẫn vô tận như thế. Và sóng vẫn cứ mạnh mẽ, lặng lẽ, dịu êm, ồn ào xô vào bờ. Con sóng gắn với đời, còn biển là còn những con sóng. Xuân Quỳnh muốn hóa thân thành những con sóng nhỏ, cũng bởi lẽ đó, để có thể hòa mình vào cuộc đời, để sống mãi với tình yêu. Đặt vào thời điểm ra đời của bài thơ, đây cũng chính là mong muốn mang tình yêu cá nhân để hòa nhập vào cùng tình yêu tổ quốc của nữ sĩ. Khao khát cháy bỏng cao cả trong tình yêu đã được nhà thơ bày tỏ một cách chân thành và táo bạo mà cũng thật nhân hậu vị tha. Ngay trong cái hữu hạn mỏng manh của đời người, tình yêu đã được vĩnh cửu hóa, tình yêu đã được nâng tầm thành sự hy sinh dâng hiến hóa thân, hòa mình hết sức cao cả. Cảm xúc ấy cũng đồng điệu với những vần thơ trong bài thơ Thơ tình cuối mùa thu của Xuân Quỳnh. Tình ta như hàng cây, đã qua mùa gió bão, tình ta như dòng sông, đã yên mùa thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em. Trang sách đã gặp lại mà lời thơ ý thơ chân thành tha thiết của Xuân Quỳnh vẫn còn vang vọng mãi. Nó đã để lại những dư âm rất đỗi đẹp đẽ thân thương về nỗi lo âu đàn bà, về khát vọng hy sinh cao thượng của người con gái một khi đã yêu. Đó là sự thống nhất giữa sự dịu dàng đằm thắm, thủy chung và cái truyền thống dạo dực trong khao khát mãnh liệt của tình yêu hiện đại. Thể thơ ngũ ngôn với tiết tấu nhanh, giàu tính tự sự và biểu cảm, kết hợp nhuần nhụy với việc vận dụng một cách tinh tế khéo léo các biện pháp tu từ đã thể hiện tài năng và ý chí mãnh liệt khao khát tình yêu thôi thúc trong lòng tác giả. Tình yêu của nữ sĩ cũng như những con sóng ngoài khơi kia, ngàn năm còn xô mãi vào bờ, vượt lên sự hữu hạn của kiếp người. Thi phẩm Sóng nói chung và đặc biệt là hai khổ thơ cuối nói riêng đã bộc bạch những tình cảm chân thành nhất của những trăn trở của một tình yêu vĩnh hằng và khao khát tình yêu cháy bỏng của Xuân Quỳnh dành cho nửa kia của đời mình. Những vần thơ ấy, những đợt sóng ấy luôn mãi mãi trường tồn như chính thứ tình cảm tuy rất gần gũi thân thương mà lại rất lớn lao rộng mở em dành cho anh. Đến nay, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, thời gian có thể xóa nhòa đi biết bao nhiêu điều tươi đẹp trên thế giới này. Trái tim sinh học của Xuân Quỳnh đã ngừng đập những nhịp bồi hồi thổn thức, trăn trở trong tình yêu cùng với những vần thơ nữ tính của bà. Thế nhưng, những vần thơ nữ tính của bà vẫn còn sống mãi trong lòng người yêu văn chương. Em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có, vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Được không ạ? Các bạn ơi, đây là bài viết của một bạn học sinh ở trong khóa học online của chị Hiên. Bạn ấy năm trước, bạn ấy đã viết về hai cái khổ thơ cuối trong bài thơ Sóng với những cái vần, những cái câu viết rất là hay như vậy đấy các bạn ạ. Và các em ơi, các bạn nghe, các bạn có phần nào mường tượng ra không ạ? Chị biết là ở đây thì có một số bạn đã học đến thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi. Thế nhưng mà cũng có nhiều bạn thì chưa học tới. Chị nghĩ rằng là với cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay và một cái bài văn tham khảo chúng mình có với nhau cũng sẽ có thêm được những cái gì ạ? À, có thêm được những cái vốn từ, những cái phần liên hệ mở rộng và cái phương pháp làm bài cho chúng mình nữa. Được không nào? Các bạn ơi, ok không ạ? Được không nào? Tầm này hình như là các bạn đang đi nấu cơm hay sao ấy? Hoặc là có nhiều bạn chưa đi học về hay sao ấy? Phải không ạ? Thế nên là chị thấy là không có nhiều bạn lên xem lắm, bây giờ chỉ có khoảng độ 100 bạn thôi. Rồi các bạn ơi, nếu như mà bạn nào chưa xem được ấy, thì các em có thể xem đi xem lại nhiều lần nhá, để chúng mình có thể dựa vào đây và viết được những cái bài văn thật là hay nha. Ok không? Đó là cái mục đích cuối cùng mà chị Hiên hướng tới với các bạn. Quan trọng nhất vẫn là cái việc chúng ta sẽ viết được những cái đoạn văn thật là hay. Được không nào? Nào, cho chị một lời phản hồi nào. Các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Em đâu rồi nhở? Cho chị thấy cánh tay của các bạn nào. Được không?
À, đây là cái bài viết được trích từ cuốn 10 40 tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm các bạn nhé. Nếu như mà các em cần thông tin về cái cuốn sách siêu to khổng lồ này thì các em có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên nha. Ok Hoài Anh, rồi. À, ok Tú Trinh. Em đây, em đây. Chị thấy các bạn rồi nhá. À, làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Em đây ha ha. À, em vừa nấu cơm vừa nghe giảng đây à? Ôi trời ơi, hơi những chiến binh của chị với cái tinh thần gọi là cực kỳ là quật cường phải không ạ? Vừa nấu cơm cũng vừa học, vừa ăn cơm cũng vừa học. Thậm chí có những bạn còn gì ạ? À, em vừa đang quét nhà em vẫn nghe chị giảng. Rồi, ok Hà nhá. Bây giờ mới vào hả em? Rồi, thì ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm dừng phần livestream cùng với chị Hiên tại đây nhé. Được không ạ? Tạm dừng phần livestream cùng với chị Hiên tại đây. Chị rất là hy vọng có thể sớm gặp lại các bạn. Và nếu như mà các bạn biết thì cái lịch gần nhất của chúng mình đó chính là buổi sáng ngày mai 5:15 chúng mình sẽ lại tiếp tục gặp nhau ở trong chiến dịch 7 ngày đúng không ạ? Trong chiến à, chị xin lỗi, trong chiến dịch 5 ngày cùng luyện viết nghị luận xã hội cùng với chị Hiên. 2 ngày vừa qua thì các bạn ấy đã có được cho mình rất 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 là nhiều những cái phần kiến thức bổ ích rồi. Đó, thế nên là chị cũng mong rằng là buổi ngày mai các bạn cũng sẽ tham gia đông đảo hơn cùng với chị. Được không ạ? Nhá, dậy sớm nhá, dậy sớm nhá. Rồi, em vừa vào thì chị tắt. Đấy là do em vào muộn quá đấy, được không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã theo dõi phần livestream này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo với những bài văn tham khảo tiếp theo các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và những người thân yêu nha. Bye bye!